Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé. Xin giới thiệu với các bạn một bộ trục cầu xe điện. Bộ này là dài 1m2, bên em có các loại dài 1m3, chưa tính bánh nhé. Lắp bánh thì nó lên khoảng 1m rưỡi, 1m2, 1m4, 1m rưỡi. Đấy, không có nhiều cỡ lắm. Cái con bánh này có đường kính là 60, bản rộng 18. Đấy, đây là cái mẫu la răng này, có cả lắp đậy đầu trục nhé. Bên này có cả bản rộng 24 nữa. Cầu điện này thì có các cái dòng động cơ cao nhất là 1500W. Bộ này làm xe chơi thì rất là ok các bạn nhé. Đường kính bánh lớn, gai thể thao rất là hầm hố. Đấy, chiều rộng, giá thành vừa phải. Nói chung là làm xe chơi là rất là hợp lý. Đấy, phanh dầu. Đây, phanh dầu đây. Thắng đĩa phanh dầu. Động cơ này. Cầu thì có hai tần số nhanh và chậm nhé. Cầu thì có hai tần số nhanh và chậm. Đây, dây cần số đây. Tốc độ thì đạt khoảng 35 đến 37. Còn số chậm thì khoảng trên 20. Rất là khỏe. Đấy. Cầu liền chắc chắn. Phanh dầu, thắng đĩa. Đây là răng nhôm đúc này, lốp không xăm này. Trong phần cuối video em sẽ ghép với một bộ nào đó cho các bạn xem nhé, để cho các bạn lựa chọn để chọn bốn bánh. Còn đây chỉ giới thiệu phần cầu trục. Thì cuối video thì các bạn xem thêm cái phần đầy đủ bốn bánh luôn, thì các bạn có thể lựa chọn cái bánh này để ráp vào đều được. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.